Xin chào tất cả các bạn. Buổi sáng hôm nay mình ăn gì các bạn? Thì trong cái mùa cách ly Covid này thì tình hình rất là căng thẳng các bạn. Thì suốt trong thời gian qua là mình chỉ ở nhà không có đi đâu hết. Ở đây là cái khuôn viên riêng tư của mình các bạn. Do đó là mình hoàn toàn ở đây là không cần đeo khẩu trang. Thì bữa nay là ngày 29 rồi các bạn, 29 tháng 7. Đó là ngày là 29 tháng 7 các bạn. Thì nói chung là những ngày qua thì mình cũng tiết kiệm ăn uống rất là coi như là mình cũng phải có chừng có mực. Thì không biết cái dịch bệnh này bao giờ nó mới hết. Thì mình ở nhà thì không có ra đường đi mua thực phẩm được các bạn. Thì cái khu vực của mình là ở Sài Gòn, mình ở quận 12. Thì đi chợ thì người ta phát phiếu cho mình đó là một tuần đi được hai lần chứ không phải 2 ngày các bạn, đi 2 lần thì người ta sẽ đóng mộc cho cái phiếu á. Thì cái phiếu đó phát cho 2-3 hộ là một phiếu chứ không phải là mỗi hộ nữa các bạn. Thì mình đi mua thực phẩm rất là khó khăn, do đó là mình ăn phải là tiết kiệm. Thì hôm nay mình buổi sáng mình cũng có cái món mì cay theo kiểu Hàn Quốc các bạn. Thì hôm nay thì ăn bánh mì chấm nước tương rồi ăn cơm chan nước tương thì biết là cái cơ thể mình nó không có cái đủ chất dinh dưỡng. Hôm nay mình nó có mì cay Hàn Quốc này, nó có cái thêm cái thịt bò ba chỉ của nhỏ em nó cho. Thì mình nấu chung với mì để mình ăn các bạn. Thì mì này nó nấu trong vòng 4 phút các bạn, mình bẻ mình bỏ vô tô nè. Mì cay này nấu trong vòng 4 phút, nó theo kiểu Hàn Quốc các bạn. Thì cái khuôn viên của mình ở đây thì mình chỉ quần đây rồi nấu cơm, rồi ra mé phía trước đó các bạn có cái rạch đó mình câu cá. Mình quần đây mình ghét rồi cái cúm giò cúm cẳng luôn các bạn. Chẳng mình là giờ là hay đi chỗ này chỗ kia chơi mà hôm nay là hơn 2 tháng rồi các bạn, 3 tháng rồi là mình không có đi đâu hết. Rồi cái vụ cách ly theo chỉ thị 16 với nghiêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng nữa, mình cấm luôn. Thì ở đây nó có những cái gói súp rồi các bạn, mình bỏ vô. Thì các bạn trong cái tình hình này, nếu mà các bạn có cái công việc gì cần thiết thì các bạn đi, còn không cần thiết thì các bạn nên ở nhà. Các tỉnh miền Tây bây giờ nó cũng là chỉ thị 16 rồi, cũng chí nghiêm hết rồi đó, thì mình cố gắng ở nhà cho nó qua cái mùa dịch này các bạn. Nó qua được thì mình thoải mái, mình muốn đi đâu đi thì nó đỡ hơn. Chứ bây giờ mình cứ đi tới đi lui rồi nếu không khéo mình bị nhiễm vi khuẩn Covid-19 này vô là đem về cho gia đình mình đó nữa là căng lắm nha các bạn. Đây cho cả gia đình luôn. Mà các bạn biết rồi, F0 vô cách ly thì cái điều kiện y tế của mình bây giờ nó cũng quá tải rồi. Vô đó thì nó không có được tốt. Thì mình cố gắng là mình ở nhà.
Như tôi thì tôi quằn quằn ở đây nè các bạn, thì không cũng không có chuyện gì làm hết á, nhưng mà cũng đỡ có cái là cái khuôn viên nó cũng rộng, nó cũng thoáng, thì chỉ biết mở mạng mình xem tin tức thời sự thôi chứ cũng chẳng có việc gì để làm, rồi nghe nhạc rồi ngủ đó. Thì nhưng mà mình phải cố gắng thôi, chứ giờ mình ghét rồi làm như nó cũng quen các bạn, ghét rồi mình làm như cái người tự kỷ vậy đó, ở nhà ghét rồi nó không không muốn đi đâu hết đó. Cái gì cũng vậy đó, từ từ nó quen. Thì chia sẻ các bạn vậy đó, thì mình là cái kênh của mình là đi du lịch đi đây đi đó chơi mình quen rồi, cái tuổi mình cũng về hưu rồi, cái đó giờ mà ở nhà thì cũng rất là khó chịu, nhưng mà thôi thì tình hình chung thì mình phải chịu thôi. Thì mình sẽ quay lại rảnh rỗi á các bạn, mình không có cái gì đăng lên thì nó buồn lắm, cái đó là mình cũng chia sẻ các bạn cảnh sống thường ngày những ngày tránh dịch ở quận 12 này như thế nào. Mình không có ra đường mình quay, ra đường là nó phạt, đâu có ra đường được các bạn, chỉ quay cảnh vòng vòng ở nhà rồi ăn sáng uống cà phê rồi chia sẻ chuyện này chuyện nọ các bạn thôi. Thì do đó là các bạn nào mà xem kênh mình thì ủng hộ mình, và mình cũng chúc các bạn thật nhiều sức khỏe để mình giữ cho nó tốt được qua mùa dịch này. Thì ở đây là mình có thịt bò ba chỉ đó các bạn, nhớ em đã cho ăn bữa hôm nay còn nè, mình sẽ bỏ vô đây. Cái bò này thì mình làm thái thôi các bạn, nó thái mỏng lắm, mỏng lắm các bạn đó. Bò này nó thái mỏng lắm, mình làm vừa thái thôi là mình sử dụng được rồi. Xong rồi các bạn ơi, mình đổ ra tô là mình ăn luôn được rồi. Để mình cho các bạn xem cái tô mì của mình nha. Đây, tô mì mình vừa nấu xong các bạn. Mì bò rau thơm, mì cay theo kiểu Hàn Quốc các bạn. Thật ra nó là mì gói. Đây tô mì của mình đây các bạn. Đấy. Rồi. Mình cũng xin mời các bạn dùng chung với mình tô mì ăn theo kiểu Hàn Quốc các bạn. Nói chung là mì gói theo kiểu Hàn Quốc á. Mì cay á. Rồi mời các bạn nha. Mình thử cái miếng thịt bò tái này nha các bạn. Mời các bạn nha. Bò này nó thơm lắm các bạn. Thơm mềm ngọt. Mì này cay dữ các bạn ơi. Mình ăn như vậy á cho nó có cái sức khỏe các bạn, chứ mình lớn tuổi rồi mình cứ ăn kham khổ quá
cứ bánh mì chấm nước tương rồi cơm xịt nước tương ghét thì nó đâu có cái chất dinh dưỡng gì. Thực ra thì cái mì gói nó cũng ăn cho no thôi, cái chất dinh dưỡng nó cũng không có nhiều. Do đó là mình thêm cái thịt bò vô cho nó có cái chất đạm các bạn. Mình cũng chia sẻ các bạn luôn là lý do là mình cũng vừa đi chích ngừa nay được 5 ngày các bạn. Do đó là cái sức khỏe mình cũng phải giữ gìn thật tốt, ăn uống đầy đủ chất để mình có một cái kháng thể tốt các bạn. Mì này ăn đậm đà nó dai lắm các bạn, sợi mì nó dai lắm. Nó không phải như cái mì mà chế nước sôi vô ăn liền, cái mì này là mình phải nấu qua 4 phút. Thì cái sợi mì nó dai, nó thơm mà cái nước súp nó cũng đậm đà nữa. Cái thịt bò nó thái mỏng á, khi mình tái vô mình ăn nó mềm mà cái vị thịt bò nó thơm lắm. Cái kênh của mình đó là kênh du lịch nhà xe, mình đi chơi, mình đi phượt các bạn. Mình hay đi về những cái tỉnh vùng sâu vùng xa, những cái huyện là vô những cái xã thôn sâu đó, trong đồng trong đồ để mình khám phá cái cuộc sống của người dân ở nơi đó, thì đồng thời mình khám phá cái nét đẹp, thì mỗi nơi nó có một cái nét đẹp riêng. Thì mình chia sẻ trên trang mạng cho các bạn xem tham khảo, chứ những cái sự kiện mà hot nóng bỏng thì mình không có tham gia, mình không có xen vào. Trong những ngày mà mình ở nhà đâu có chuyện gì làm mà cứ mở mạng xem của tin tức rồi chỗ này chỗ nọ, mình thấy nhiều cái bức xúc. Nhiều khi mình bức xúc á, mình muốn làm cái clip mình đăng đàn mình nói, nhưng mà nó không có nằm trong cái tiêu đề sáng tạo của mình. Sợ nhiều khi các bạn xem mà bác bạn nói là mình lấn sân câu view này nọ, nhưng mà bức xúc lắm các bạn, xem mà bức xúc lắm. Khi mà các bạn xem trên tin tức trên mà TV hay là trên YouTube á, thì các bạn cũng xem thì cứ xem, nhưng mà mình phải chọn lọc những cái tin mà chính thống á, mình tiếp thu. Còn những cái tin dịch á mình xem cho vui thôi. Các bạn đừng có giờ cái hớ ra cái là phân này phân nọ idol thần tượng quá rồi. Thật ra các bạn thấy khi mà cái thần tượng của bạn sụp đổ rồi, có lúc đoạn mới là chớ giới, mình xem mình tìm hiểu mình thêm cái kiến thức vậy thôi.
đừng nên thần tượng. Cái chuyện vậy thì mình yêu quý thì cái chuyện đó là quyền của mình, cũng như là mình yêu thích một cái nghệ sĩ đó hay là một cái người đó thì, nhưng mà đừng có thần tượng quá, đừng có gọi là phân cuồng các bạn. Thực ra đó thì những cái thần tượng mà gọi là, không biết gọi là sao ta, chẳng hạn như là giới showbiz là ông hoàng ca nhạc này kia, hay là nữ hoàng, hay là danh nhân thành đạt này kia. Thực ra thì mình cũng thần tượng, nhưng mà mình đừng có mỗi cái mình tôn vinh họ quá, thì người dài lâu ngày dài mới thấy được cái bộ mặt thật của người ta, chứ còn mới thì mình không thấy đâu. Từ từ á, nếu mà lò cái bộ mặt thật ra, chắc có lẽ buồn buồn quá tôi cũng không biết làm gì, tôi cũng chắc cũng làm cái clip tôi chia sẻ các bạn, dạng như là góc chia sẻ, bình luận, mình trao đổi với nhau rồi đó. Nhưng mà đang suy nghĩ không biết có nên làm hay không. Ăn câu chà bá rồi nghe nó no các bạn, ăn muốn không hết luôn. Nó có một gói à, chứ không có nhiều. Thôi tới đây mình xin tạm dừng video tại đây các bạn ơi, video nó dài quá rồi. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo, mình có những cái chia sẻ với các bạn về đủ thứ chuyện hết các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.